ngày hôm nay cầm sách trên tay cho em nhiều điều hay. Về 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 nghe về đọc sách vô cùng bổ ích. Hội thi trực tuyến giới thiệu sách hè 2021 đội tuyển chúng em cùng 3 thành viên. Em là Huệ Linh, biệt danh Mọt Sách, thích học ngữ văn trong suốt cả năm, điểm 10 khoe sắc. Em là Diệu Thương, lớp trưởng 8E, yêu môn địa lý, mơ ước mai sau đi khắp năm châu, khám phá địa cầu. Cuối cùng là em Nguyễn Ánh Minh Nguyệt, yêu quý em thơ, ước mơ mai sau trở thành cô giáo, ươm mầm tương lai. Cả ba chúng em đều nghe đọc sách, học hành chăm chỉ, rèn đức luyện tài, chủ nhân tương lai, dựng xây đất nước. Nào các bạn ơi, học trò chúng mình muốn học thật giỏi, đọc sách phải chăm, thư viện trường mình luôn chờ đón bạn. Bình Minh Trung học truyền thống bề dày, tuổi ngoài 60 rồi giàu sức sống. Thanh Oai yêu dấu, đất cổ linh thiêng, quần thể di tích, đền nội Bình Đà, thờ Lạc Long Quân, khởi nguồn Bách Việt, về chùa Bối Khê, mái vòm cổ kính. Thanh Oai quê em 21 xã, có nhiều làng nghề, giò chả ước lễ, tưng miến cự đà, làng chuông nón lá, điêu khắc thanh thủy, vùng đất Thanh Oai trên đà phát triển. Chúng em phấn khởi đến với hội thi, học hỏi giao lưu, kính chúc giám khảo, toàn thể hội thi thành công rực rỡ. Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên đi đâu? Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên đi đâu? Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên đi đâu? Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên Việt Nam? Trung thu trăng sáng như gương, Bác Hồ ngắm cảnh nhớ thương nhi đồng. Sau đây Bác viết mấy dòng gửi cho các cháu tỏ lòng nhớ nhung. Những câu thơ của Bác năm nào cứ vang vọng mãi trong trái tim chúng em mỗi khi nhớ đến Bác Hồ. Sinh thời dù bận trăm công nghìn việc, nhưng Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn luôn quan tâm yêu thương thế hệ măng non của đất nước. Ngay từ những ngày đầu cách mạng, Bác đã thể hiện sự quan tâm chăm sóc các cháu thiếu nhi qua rất nhiều lời dặn dò người gửi tới trẻ em toàn quốc. Người luôn gần gũi, yêu thương, chăm sóc chúng em. Tình cảm của Bác thể hiện trong từng cử chỉ, lời nói, ánh mắt trìu mến, âu yếm người dành cho chúng em trong mỗi lần gặp mặt. Đặc biệt, năm điều dạy của Bác đã trở thành mục tiêu phấn đấu cho lớp lớp thiếu nhi Việt Nam hôm qua, hôm nay và cả mai sau. Tham dự hội thi giới thiệu sách hè với chủ đề Cuốn sách tôi yêu, hôm nay chúng em xin gửi tới các quý thầy cô giáo và các bạn cuốn sách Trung thu cháu nhớ Bác Hồ. Đây là quyển sách mà chúng em yêu thích và truyền tay nhau đọc nhiều nhất, bởi chúng em cảm nhận được ngọn lửa tình yêu thương tha thiết của Bác Hồ sưởi ấm cho tất cả trẻ em trên thế giới nói chung và đặc biệt là thiếu niên nhi đồng của nước Việt Nam nói riêng. Tình cảm yêu thương và phong cách ứng xử của Bác Hồ đối với thiếu niên, nhi đồng mãi mãi là tấm gương mẫu mực, tỏa sáng tuyệt đẹp khắp thế gian như ánh trăng rằm Trung thu. Nằm trong tủ sách Bác Hồ, cuốn sách Trung thu cháu nhớ Bác Hồ là một tác phẩm viết về Bác và những câu chuyện của Bác với các em thiếu nhi. Cuốn sách do Nhà xuất bản Văn học phát hành, sách được xuất bản lần đầu năm 2012 và đã được công chúng nồng nhiệt đón nhận. Trang bìa đầu của cuốn sách được trang trí nổi bật, nửa trên là bức ảnh Bác Hồ đang ngồi đọc sách, bàn tay Bác chỉ vào cuốn sách, các cháu thiếu niên vây quanh nở nụ cười rạng rỡ, nửa dưới là nhan đề, còn góc bên trái trên cùng là số hiệu thư viện của cuốn sách là STK3220. Cuốn sách gồm 175 trang, in năm 2012 và phát hành theo khổ 13x19cm. Trang bìa cuối có nền màu vàng và giới thiệu tên một số cuốn sách cùng chủ đề cho bạn đọc. Cuốn sách Trung thu cháu nhớ Bác Hồ gồm 55 câu chuyện thì có tới 25 nhan đề có từ các cháu, trẻ em, các cháu thiếu niên nhi đồng. Mỗi câu chuyện kể lại một kỷ niệm,
nhưng ấn tượng sâu sắc chung trong lòng người đọc chính là sự quan tâm, chăm sóc ân cần của bác với các cháu thiếu nhi. Sách được sắp xếp, bố trí rất khoa học theo ba mảng đề tài: Bác Hồ với các cháu thiếu nhi dân tộc ít người, Bác Hồ với các cháu thiếu nhi tham gia cứu quốc, Bác Hồ với các cháu thiếu nhi quốc tế. Ngoài ra, người sưu tầm còn sắp xếp các câu chuyện theo trình tự thời gian và dung lượng ngắn, dài, đan xen lẫn nhau tạo sự cuốn hút đặc biệt. Câu chuyện đầu tiên của cuốn sách mang tên Ông cụ mặc áo nùng ở trang 5, 6, 7, 8 cho ta cảm động về sự quan tâm của bác dành cho cháu bé người nùng tên Kiên. Bác như người ông đang vỗ về đứa cháu ruột của mình. Ông cụ còn tỉ tê kể cho Kiên nghe chuyện Phù Đổng Thiên Vương, chuyện Trần Quốc Toản và cả câu chuyện gần đây nhất Anh Kim Đồng ở Nà Mạ. Cụ bảo Kiên tập đọc, giảng cho Kiên nghe. Câu chuyện đã cho chúng em bài học về sự quan tâm, yêu thương mọi người trong cuộc sống, mở rộng ra là tình yêu đồng bào. Bác Hồ không chỉ yêu quý thiếu niên nhi đồng mà còn luôn quan tâm giáo dục các cháu. Bác nói thiếu nhi là chủ nhân tương lai của đất nước, vì vậy cần sớm rèn luyện đạo đức cho thiếu nhi. Nhiều thế hệ thiếu niên nhi đồng của nước Việt Nam đã lớn khôn, trưởng thành nhờ luôn ghi nhớ năm điều Bác Hồ dạy. Hãy giở sách đến các trang 71, 72, 73, 74 để hiểu được xuất xứ của năm điều Bác Hồ dạy. Không chỉ gửi thư, bác còn trực tiếp đến thăm, chuyện trò, phất phần thưởng, mua quà tặng cho các cháu. Xin hãy đọc các câu chuyện Bác xem phim Kim Đồng ở trang 38, Bác Hồ đến với trẻ em mồ côi ở trang 93 và câu chuyện Bác Hồ đến thăm gia đình cháu đó ở trang 113 để thấm thía hơn tình yêu thương bao la của bác. Có những câu chuyện nếu chỉ rời đến nhan đề thôi, nó đã cuốn hút chúng ta một cách kỳ lạ. Nó thôi thúc chúng ta đọc thật nhanh để thỏa chí tò mò. Đó là các câu chuyện Một kỷ niệm không thể nào quên trang 138, Chú sẽ luôn nhớ đến các cháu trang 148 và câu chuyện Bác Hồ bón kem cho cháu bé Nam Tư trang 159. Đến với cuốn sách nhỏ này, chúng ta sẽ được sống trong không khí những ngày tháng lịch sử của đất nước. Khó khăn, gian khổ, phải hoạt động bí mật, nhưng bác luôn chăm lo đến các cháu thiếu nhi. Đó là câu chuyện Kim Đồng gặp Giá Thu ở trang 22, chuyện kể về cuộc gặp gỡ, chuyện trò khen ngợi và dạy bảo của bác với anh Kim Đồng. Lúc ấy với Kim Đồng, bác là Giá Thu. Bác nói Kim Đồng hãy học và tuyên truyền cho các bạn những bài ca cách mạng. Dân ta phải biết xứ ta, cho tường gốc tích nước nhà Việt Nam. Và dân ta xin nhớ chữ đồng, đồng tình, đồng sức, đồng lòng, đồng minh. Ngày hôm nay, lời dạy này của bác đã trở thành lời hiệu triệu của toàn thể dân tộc Việt Nam. Cuốn sách Trung thu cháu nhớ Bác Hồ đã đưa chúng ta trở về cùng bác, vui Trung thu với các thiếu nhi trong niềm vui hân hoan tràn ngập. Xin hãy đọc Bác Hồ với Trung thu độc lập đầu tiên ở trang 58 để hiểu hết điều này. Càng đọc sách, càng nhớ bác biết bao. Lật từng trang sách, ta lại hình dung ra sự quan tâm, chăm sóc ân cần của bác. Học tập bác, chúng cháu học cách ăn, cách nói, học cách quan tâm đến mọi người xung quanh, học cách chia sẻ, yêu thương người khác như chính bản thân mình. Kính thưa các thầy cô giáo trong ban giám khảo và các bạn thân mến, từ những cuốn sách thú vị mà chúng em được đọc trong thư viện nhà trường, từ những câu chuyện của bác mà chúng em được thầy cô chia sẻ, chúng em lại càng thêm hiểu, yêu kính và tự hào về vị lãnh tụ vĩ đại mà giản dị của dân tộc Việt Nam. Nhớ ơn bác, thầy và trò trường trung học cơ sở Bình Minh đã có những việc làm cụ thể, thiết thực để thực hiện tốt năm điều Bác Hồ dạy, trở thành con ngoan, trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ, xứng đáng với tình yêu và niềm hy vọng của bác. Phần thi của chúng em đến đây là hết. Kính chúc hội thi thành công rực rỡ!